Hey guys. Con ngạc nhiên. Nice to see everybody today. Okay, so this week a lot of you guys will have the test, right? Cuối tuần này, à không phải là cuối tuần, ý cô là tuần này nè. Tuần này là rất là nhiều bạn sẽ chuẩn bị kiểm tra đúng không? Cô nhớ hồi trước là bạn Giang phải không? Giang nói là ngày mai Giang có bài kiểm tra này. Okay, what about the others? Còn các bạn còn lại thì sao? Có bạn nào kiểm tra rồi chưa? Hay có bạn nào ngày nãy kiểm tra thử nói cho cô nghe. Write in the chat box or you can tell me. Tụi con khi nào thì cũng bị có bài kiểm tra cuối kỳ 1 nè. Hello teacher. Hello Anne, nice to see you. Tuy là Anne là kiểm tra rồi nhưng mà Anne vẫn là siêng năng vào lớp nè. Hello teacher. Hello guys, khi nào tụi con có bài kiểm tra cuối kỳ, các bạn nào làm chưa? Các bạn nào chuẩn bị không? Yeah, tomorrow, really Châu? Okay, good luck, try your best, okay? Như vậy là tối nay là Châu sẽ phải ôn bài đúng không? Tranh thủ, bây giờ mình tranh thủ trong lớp, hôm nay mình tranh thủ thời gian để mình làm bài với cô nha. Okay, cô thấy ngày mai cũng nhiều quá ta, ngày mai nhiều bạn kiểm tra quá. Tại vì cuối tuần là sẽ là gì? Sẽ là Tết dương lịch rồi, nên là cô nghĩ tụi con sẽ kiểm tra trong khoảng từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó đúng không? Còn thứ 6 là nó cận Tết rồi, nhưng cô nghĩ thường cũng ít. Trừ khi tụi con có môn tiếng Anh vào ngày thứ 6. Hello, Nhi, nice to see you. À, for the work, cô xin lỗi tụi con nha, tại vì cô mở cái link bài quiz nhưng mà cô mở nhầm. Nó kết thúc vào lúc sáng. À, cô bấm nhầm là nó kết thúc vào buổi sáng. Đáng lẽ là 7 giờ tối thì mới kết thúc mà cô bấm nhầm AM cho nên nó kết thúc từ sáng rồi. Okay. I'm really sorry guys. Very cold? Really? What in my place isn't cold? Cô ở Ho Chi Minh City. It's not cold in my place. Where are you, Nhi? Where are you? Where do you live? Okay. Okay, who is this person? Bạn này là bạn nào đây? Có trong lớp mình hôm nay không? Để cô cộng điểm nè. Bạn làm rất là tốt nè. Bạn làm đúng. Sai có một câu thôi đúng không? One. Good job. Tiếp theo là mình có. Cũng là một bạn. Không biết là con này có chung một bạn không? Cô nghĩ là chung quá. Tiếp theo mình có Giang đúng không? Giang, Ngọc Giang nè. Đó, Ngọc Giang cũng rất là giỏi nè. Cô nghĩ là ba cái này chung cho nên cô sẽ lấy ba bạn. Cái bạn này. Bạn Giang với lại Khánh Lâm. Okay. Nhưng mà bạn này là ai thì cô cũng không biết. Who is me? Who is me with a lot of symbols right here? Who is me? Ở đây bạn nào để nick là một trong ba nick này nè. À, bạn làm rất là tốt, bạn làm bài nhiều lần nè. Okay, so you guys have a lot of correct answers. Cô trọng điểm cho Giang là thứ nhất nè. Tiếp theo là Lâm nè. Còn cái bạn nào tên là Mi nè. Mi với tiền đô la các kiểu nè. Who's me? Who's me? Ok, tí nữa thì bạn nào là có tên này thì các bạn nhớ nhắn vào chat box cho cô cộng điểm nha. Còn không thì cô sẽ cộng cho Giang với lại Lâm thôi. Đây, cô cho tụi con xem thử điểm của lớp mình. À, đây, đây là điểm của lớp mình nè. Ok, first place we have Yến Nhi and Minh Châu. Ok, hạng nhất là hiện tại đang có Yến Nhi với lại Minh Châu đang được 12 pluses nè. À, tiếp theo là mình có ai ta? Let me see. Như là Diệu Hiền, okay, with 9 pluses, Diệu Hiền with 9 pluses. Tuần này, cô nghĩ là thứ 6 này mình sẽ là học buổi cuối cùng rồi. Thứ 6 này là buổi cuối rồi nên là chắc là mình sẽ không có ôn bài nữa đâu. Bởi vì cô nghĩ là không có bạn nào có bài kiểm tra vào ngày tuần tới hết. Có bạn nào ở đây là tuần tới sẽ làm kiểm tra cuối kỳ không? Hay là tụi con đều hoàn thành trong tuần này hết luôn? Nếu mà có bạn kiểm tra cuối kỳ thì cô vẫn sẽ hơi ôn bài. Còn nếu mà tụi con hẹn tuần này luôn thì thứ sáu này cô cho tụi con chơi. Yes, Phong, yes. Chơi mà có bốn điểm. Phong, khi nào có bài kiểm tra? When do you have a test, Phong? Thứ mấy con làm bài kiểm tra cuối kỳ? Hay là con đã làm rồi? Như vậy đa phần tụi con làm kiểm tra vào tuần này mà đúng không? Yes, of course. Yeah. Oh wow, a lot of you guys. Tomorrow you guys have a test. Okay. Như vậy hôm nay thì mình sẽ kiểm tra. Sau đấy thứ sáu thì cô sẽ cho tụi con làm những cái quiz. À, lớp của mình cũng ít làm quiz giống như là chơi game đúng không? Cho nên là thứ sáu này. Oh really? Tối thứ sáu. Như vậy là chắc là thứ sáu là Phong đâu có học ở lớp được đâu đúng không?
thứ sáu này nếu mà bạn nào có thời gian thì tụi con vào để mà mình chơi game với nhau. À, mình chơi game với nhau, ok. Cô cũng sẽ cho những cái game về cái quiz giống như vậy nè, nhưng mà nó sẽ cũng dựa lên một xíu về bài học của mình, ok. Những cái bài unit tiếp theo ví dụ như vậy, ok. That you guys play quiz. Hôm nay thì mình sẽ không có chơi trên cái nền tảng là quiz nữa, mà mình sẽ chơi tên Phuket. Is there anybody here have played Phuket before? Hôm nay thì không có Bảo Khôi, chứ Bảo Khôi có học ở lớp cộng đồng với cô nè. Thì Bảo Khôi đã chơi Phuket rất là nhiều rồi nè. Ngoài dạy lớp của tụi mình thì cô còn dạy lớp cộng đồng. Ừ, tí nữa mình sẽ chơi sau. Còn bây giờ mình làm một cái bài khác. Mình sẽ làm cái bài khác. Ok, ý của cô là thứ sáu á, thứ sáu thì mình sẽ chơi những cái chủ đề khác nữa, còn hôm nay thì mình vẫn sẽ sử dụng chủ đề cuối kỳ của mình. Ok, now let's take a look at the quiz. Ok, not the quiz, cô đợi một xíu nữa tầm giữa giờ để coi các bạn nào vào nữa không thì mình mới chơi sau. Vậy còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm cái đề này. Mình làm xong đề này thì mình sẽ qua cái đề số 5 thì cô đi ngược lại qua đề 5, thì lúc đấy mình sẽ chơi cái quiz. Cô sẽ lấy những cái câu trắc nghiệm ra để bỏ vào quiz cho tụi con chơi. Ok, now do this one with me, ok? Bây giờ mình làm đề 6 trước để xem tí nữa có bạn nào vô nữa không thì mình sẽ chơi nha. Ok, so for this one, you guys have to look at the picture, then choose the word. Đối với bài này thì tụi con thấy là mình chỉ cần làm gì, mình chỉ cần điền lại cái chữ cái thôi. Cái đề của mình là gì thì mình điền chữ cái lại thôi. Bây giờ tụi con làm thử cho cô xem nè. 2, 3, 4, 5, 6 nè. Yeah, a lot of you guys have the test tomorrow. Có nhiều bạn ngày mai sẽ có bài kiểm tra lắm đúng không? Đâu bạn nào làm giúp cô nè. Các bạn cùng làm nha. Tụi con cùng làm và cùng ghi đáp án vào chat box cho cô nè. Ok, Yến Nhi nói là 1A. 1A là ví dụ rồi nè Yến Nhi. Ví dụ của mình là 1A rồi, mình làm được câu number 2. From number 2 to number 6. Okay? From number 2 to number 6. So what is the answer for number 2, everybody? Okay. Okay, Minh Châu đã làm hết cho cô luôn rồi nè. Okay? Để cô check đáp án của Minh Châu. 2. Okay, câu số 2 cũng nhiều bạn cho cô đáp án rồi nè. Đúng rồi, 2, we got 2. Bây giờ cô cùng sửa rồi tụi con theo dõi để xem đáp án của mình có đúng hay không nha. 2C, good job everybody. We got 2C. Đúng rồi, 2C nha. Badminton, right? Nếu mà tụi con nhìn kỹ sẽ thấy đây là cái hình của badminton nè. 2C. Number 3, so you will have D, okay. 3 will be D. 3D, cooking. Đây là đầu bếp nấu ăn nè. Tụi con sẽ thấy cooking. Number 4, what is number 4 everybody? Number 4 is plan, right? So you got 4B, 4B, 4 plan, right? 4B, good job. And number 5, what is number 5? So a lot of you guys said number 5 is F, good job, math, right? Môn toán, đúng rồi, math. Good job. And then you got the last one. Tôi lấy. It's okay, Khoi. It's okay. Number 6, you have E, right? Watch TV. Hành động xem TV. Watch TV. Good job. Hoài Phong bị ghi sai cái chữ math của cô rồi kìa. Phong bị thiếu mất letter H của cô rồi kìa. Với lại ở đây người ta sẽ kêu mình là con chỉ cần điền chữ cái của bức tranh thôi. À, mọi người nhớ đọc kỹ nha. Ở đây người ta kêu mình là chỉ điền cái chữ cái thôi, cho nên là mình sẽ không cần phải ghi cho cô là cả cái chữ mát hay là badminton. Nếu như vậy thì đáp án của mình sẽ không được tính đâu, bởi vì mình phải làm theo cái đề. Cho nên tụi con nhớ đọc kỹ đề. Ở đây người ta kêu mình là điền cái chữ cái nè, cho nên mình sẽ chỉ điền chữ cái cho cô thôi, ok, chứ mình không có điền cái từ đó vào. Ok, good job. Now you got a reading. Ok, you got a reading. One friend will read this one for me. Yes, Helen, please. Helen, can you read the paragraph for me, please? Helen, đọc cho cô nghe đoạn văn được không nè? Đọc cho cô nghe với cả lớp nghe nè. Can you read the paragraph, please? Để cô in đậm lên xíu. Ok, Helen đọc cho cô nghe nha. Để cô in đậm lên xíu cho nó dễ đọc. Ok, Helen, read the paragraph, please. It is Friday. Today we are having a break. We are doing exercise in school playground. From is jumping, Linda and Mai are playing badminton.
Nam and Tom are skipping. Wong and Peter are playing basketball. We are having a lot of here. A lot of fun here, okay? Khánh Lê mình đọc ví cho cô chữ fun đó. Fun here, a lot of fun here. Okay, good job, well done. Rồi bây giờ tụi con cùng nhìn bài đọc và mình sẽ điền cho cô. Ở đây thì là một dạng bài mình cũng ít làm, nhưng mà cũng sẽ có thể là trong bài kiểm tra tụi con có nè. We got the true or false. True or false có nghĩa là true. T có nghĩa là true, có nghĩa là đúng á. Còn false có nghĩa là F, có nghĩa là sai. Như vậy thì câu nào là T, câu nào là F nè. So number one, T or F, everybody? Number one, T or F? T or F? Okay, F, F. Uh-huh, so it's F. We are doing exercise in the school gym. Okay, so why? Nếu câu này là false, tại sao tụi con lại nghĩ câu này sai? Why? Why false, everybody? Why false? Okay. False is the correct answer. Đúng rồi, cô điền dấu X có nghĩa là mình chọn đáp án đấy nha. False is the correct answer. But why? Why false? Who can explain? Bạn nào có thể giải thích cho cô nghe, cứ mở micro lên giải thích cho cô nghe luôn. Ok. Con đưa cô là... Vì sao đâu bạn nào? Cô là ở đây. Sao cho ở sao? Đây họ... Họ có câu là... We are doing exercise in the school playground. Mà ở đây họ ghi là school gym. Okay, yes, good job. Đúng rồi, chào. Yes, playground. Okay, playground. Playground thì nó sẽ khác với kiểu gym. Mọi người biết gym là phòng gì không? Chắc tụi con cũng nghe tới phòng gym đúng không? Nhưng mà ở trường của mình thì phòng gym nó sẽ mang nghĩa là cái phòng. Thực ra cái này cũng nghĩ là tùy trường, sẽ có những trường có cái phòng dùng để học thể dục á. Sẽ có một cái phòng trong nhà dùng để học thể dục á. Thì cái đấy mình gọi là school gym. Còn playground có nghĩa là gì? Playground nó sẽ có nghĩa là sân trường. School playground có nghĩa là sân trường á. Còn nếu mà tụi con không dùng school playground thì tụi con có biết là in the park, ở trong công viên nó sẽ có những cái khu sân playground nhỏ nhỏ đó. Thì cái đấy người ta gọi là sân chơi đúng không? Thì school playground chính là sân chơi ở trong trường tụi con, thì có nghĩa là sân trường của mình á. À, như vậy ở đây là các bạn đang làm gì? Doing exercise. Mọi người nhớ cái kiểu tập thể dục cô có lưu ý á, là không có S. Không có S thì nó mới mang nghĩa là tập thể dục. Còn nếu mà có S nó sẽ mang nghĩa là tụi con chỉ làm bài tập thôi. Làm bài tập của môn học á. À, còn cái này nó mới mang nghĩa là tập thể dục nè. We are doing exercise in the school playground. Nghĩa là con đang tập thể dục mà tập ở dưới sân á. Còn câu này lại có nghĩa là tập trong cái phòng tập thể dục ở trong nhà. Okay, so it's false. Good job. Number two. Number two, guys. True or false? True or false? False. Đáp án này là tụi con mới gửi cô đúng không? False. True. Okay, true. Okay, true, false cũng nhiều, khác nhau nhiều nè. Okay. False. A lot of you guys say false. Có rất là nhiều bạn ghi là false đúng không? À, tụi em đang làm number 2 đúng không? Mọi người đang làm number 2. Okay. Now the answer. So let's see what is the answer. The answer is false. Yeah, okay, good job. Yes. It's false. Why? Phong is skipping, right? Ở đây người ta ghi Phong is skipping. Nhưng mà thực tế là ai mới đang skipping mọi người? Who is skipping? Who? Nam and Tom are skipping. Yeah, Nam and Tom, not Phong, right? Phong is jumping, not skipping. So number two is false, right? It's Nam and Tom. Okay, good job. Now number three. True or false? Tụi con ghi số vào nha, tại vì cô không biết là tụi con đang làm ở câu mấy, nên là cô không biết là mọi người ghi ở đây là true hay false cho câu mấy. Is it number 3, guys? Mọi người đang làm câu số 3, đúng không? Okay, 3, Khánh Linh. Thank you, Khánh Linh. Yes, thank you, guys. Number 3, you guys say false too, right? You guys say false too. So the answer is, what is it? Of course, it's false, right? Easy. Ah, đúng rồi, bởi vì sao? Who are playing badminton, everybody? Who are playing Linda badminton? Linda and Mai. Yeah, Linda and Mai, not Peter. Peter is playing. What is Peter playing? What is Peter playing? Basketball. Yeah, Peter basketball. Is playing basketball, not badminton. Okay, number four. Four true. Okay, good job, guy. Four true. Easy, huh? Mình có thể tìm thấy nguyên câu này ở trên đây luôn.
Và câu cuối cùng, Quân and Peter, thì mình sẽ thấy ở đây mình có, ở đây người ta có mình Quân and Peter này, thì mình tập trung vào cái chữ Quân and Peter, mình tìm trên bài đọc thì mình thấy ở đây có sẵn sàng luôn Quân and Peter. Nhưng mà rõ ràng hai môn thể thao này là hai môn khác nhau nên chắc chắn nó sẽ là false. Okay, good job everybody, good job. Now for this one, you will have to match. À, mình sẽ nối lại với nhau, ví dụ one là C hay là one D gì đó. Thì bây giờ các bạn sẽ nối lại với nhau cho cô. Okay, write your answer in the chat box, okay? Ví dụ như 1A hay là 1B, 1C gì đó. Okay, read carefully, các bạn đọc kỹ đáp án cũng như câu hỏi để mình tìm ra đáp án chính xác. One C, okay. One, where are you from? À, bạn đến từ đâu? Như vậy khi mình trả lời mình sẽ phải nói là I'm from Japan. Good job everybody. One C. Good job, one C. Now number two, you have 2D. What day is it today? It's Wednesday. Okay, good job. Well done. Number three, what can you do? So the answer will be A. Yes, good job. Good job, Inge. Yes, 3A, right? What can you do? I can play volleyball. What is he doing? What's he doing? Như vậy khi mình trả lời là mình phải nói gì? He's carrying a mat. Đang tô cái mặt nạ đó. Và câu cuối cùng thì đương nhiên sẽ là cái còn lại. Ah, what did you do yesterday? Bạn đã làm gì ngày hôm qua? I watched TV. I watched TV. Okay? So, 5B. Okay, good job. This one is easy, huh? À, bài của mình chỉ còn có vài câu nữa thôi. Try your best everybody. Okay, now rewrite the sentence. Okay, câu này là cô cần mọi người ghi đáp án cho cô nha. Ghi vào chat box cho cô và nhớ cho cô phải làm gì? Dùng dấu câu đầy đủ cho cô nha. Okay, phải dùng dấu câu đầy đủ cho cô nha. Không được quên nha mọi người. Đấy, tụi con thấy là bài này rất là quan trọng. Các bạn rất là hay bỏ quên dấu câu này. Okay, I have the answer. Okay, good job, Khánh Linh. Nhưng mà Khánh Linh bị thiếu cái gì rồi? Cái gì mà quan trọng này? Cô nói đó, cô nói đừng có quên nó Khánh Linh. Nãy cô nói cái gì quan trọng không được quên nó Khánh Linh. Okay, so the answer is here. Đây, đây là đáp án nha. Đây, cô cho tụi con ghi đáp án. I nè, đây là chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ rồi thì phải có I am. Ok, wait me. Để cô viết lại ở đây. I am. Thôi, cô viết lên đây cho dễ nha. I am in class 4A. Okay, good job, well done. Đúng rồi, khoa cũng bị thiếu dấu chấm nè. À, một số bạn bị thiếu dấu chấm nè. I'm in class 4A. Okay, good job. Number two, number two. Number two is easy, right? What is number two? Okay, nationality is a word. Lâm, nationality is a word. Bởi vì nó là một từ cho nên là con không được tách ra làm đôi. Lâm hiểu không? Nó là một từ mà. Nếu mà con tách ra như vậy thì nó có nghĩa là con đang viết ở dạng hai từ. Nationality có nghĩa là hai từ đấy khác nhau á. À, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Nó là một từ thì nó phải dính liền với nhau. Ok, đúng rồi. Good job everybody. Khoa thì lại viết sai dấu câu này. Người ta cho con dấu gì? Ở đây người ta cho Khoa dấu này là dấu, phải dấu chấm không? Đây là câu gì? This is a question, right? Đây là câu hỏi mà. Nên mình phải dùng dấu chấm hỏi cho cô. Ok, đúng rồi. Có từ để hỏi, từ what. What? Oh, this one's wrong. Câu này bị sai nè mọi người. Câu này nó không phải là chữ you đâu, phải là your. What are your nationality? Cái này làm đề, người ta làm đề bị ẩu nè. Hoặc là Cô không biết. Okay, sorry guys. Cô bị nhầm với cái dạng câu kia. Đúng rồi, exactly. Đó, ở dạng câu này, what nationality are you? Okay, good job guys. Cô bị nhầm với cái dạng câu kia. Good job. And remember the question mark. Các bạn nhớ cho cô. Nếu mà ví dụ hồi nãy có tụi con nào muốn mà cái câu mà cô ghi á, thì tụi con cũng có thể dùng câu hỏi đây cũng được. What is, mà lúc đấy thì nó không gọi là what is your. À, lúc đấy thì thật ra nó là như thế này. What is your nationality? Quốc tịch của bạn là gì?
Thì lúc này câu trả lời của mình hơi khác xíu. Con phải nói là it's, đó là gì đó, đó là gì đó, đó là quốc tịch Việt Nam. Ví dụ như vậy, what is your? Còn câu ở đây là đúng nè, what nationality are you? Ok, number three. Number three is in the past tense. Đây là câu thì quá khứ. Câu thì quá khứ. I was at school yesterday. I was yesterday. À, con mới hôm qua ở trường là chưa đúng đâu Lâm. Ok, cái đó là không phải sắp xếp thứ tự đúng đâu. I was at school. Con đã ở đâu? At school ngày hôm qua. Ok, con đã ở, ở trường ngày hôm qua, yesterday. Chấm. Ok, I was at school yesterday. Number four is a question again, guys. Is a question. Ok, Yến Nhi, good job. Yến Nhi đợi cô sửa bài để xem thử mình làm đúng hay sai nha. I was school at yesterday là sai nha Khoa. I was ở đâu, at school, ở trường. À, at đi với school chứ không phải là at đi với yesterday. Với lại dù cho yesterday nó cũng sẽ không đi với at được. Ok, nó là ngày mà ngày sẽ không có đi với giới từ at được đâu. Tôi đã ở trường ngày hôm qua. What subjects do you have today? What subjects do you have today? Chấm hỏi, đúng rồi. What subjects do you have today? Exactly. And the last one is easy, right? I like flying a kite. Ah, okay. I like flying a kite. Khánh Linh thì bị viết sai cho cô flying nè. Khánh Linh viết sai chữ flying nè. Subject của Hiền thì thiếu S nè. Đó. Subject của Hiền thì thiếu S nè. Mọi người nhớ nè, ở đây người ta cho mình kỳ cái gì thì mình phải dùng đầy đủ hết cho cô. Subject của con bị thiếu S nè. I like flying a kite. Chấm, đúng rồi, Khoa, good job, well done. Đó, một số bạn có cái lỗi như thế nào thì tụi con nhớ xem lại. Ok, Khánh Huyền, đúng rồi nè, good job. Nhiều Huyền thì cần coi lại cho cô cái phần có S nha. Ok, good job everybody, well done, good job. Ok, đó thì cái đề của mình không có quá dài đúng không? Cô nghĩ là tùy đề. Tại vì cô thấy có đề cũng dài, có đề cũng ngắn, tùy đề. Ok, tùy trường mình như thế nào nữa. Thì bây giờ mình sẽ chơi quiz. Ở đây là cô đã tổng hợp lại một số cái câu hỏi trong đề. Và hôm nay thì mình không có chơi ở dạng quiz mà mình cũng lại thật ra giống quiz, nhưng mà nó không phải là dạng cái hôm bữa mình làm mà nó khác một xíu. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái which one will you play? Nó sẽ là dạng, ở đây tụi con hiểu nó sẽ giống giống như là quiz, nó cũng là tụi con trả lời câu hỏi, nhưng mà nó sẽ có thêm cái dạng giống như là trò chơi nữa. Nó sẽ là dựa trên trò chơi nữa. Ví dụ con sẽ được cướp cái này của bạn chơi chung, con sẽ được làm thêm cái này nữa. Ok, thì để cô xem cái nào dễ dễ chơi ta. Chắc là mình chơi cái Go Quest này đi. Cái Go Quest Build Your Register. Ok, I think this one is easy. Cô nghĩ cái này dễ chơi này. Hay là mình chơi cái sen cũng được. Which one? Which one should we play? Ok, Phong không hiểu đúng không? Nhưng mà cái này tụi con chơi thử là tụi con sẽ hiểu thôi. Cái này cô gửi cái link vào chơi thử là dễ hiểu lắm. Mình không có làm gì nhiều á. Nói chung nhiệm vụ của tụi con cứ cứ làm gì? Cứ trả lời đúng câu hỏi, trả lời nhanh với đúng câu hỏi là được. Ok. Cái này thì không có quá nhiều câu hỏi cho nên là mình sẽ chơi trong khoảng tầm bắt đầu đi cô. Not yet, not yet. Chưa bắt đầu, chưa bắt đầu. 5 minutes, okay. Okay, bây giờ Khôi đâu? Khôi đã từng chơi rồi nè. Khôi còn nhớ cái chơi của cái này. Ủa hồi nãy cô bấm cái fishing đúng không ta? Cô bấm. Đúng rồi, Khôi giải thích cho các bạn chơi thử cái này con chuột vàng á, Khôi nhớ không? Remember? Khôi nhớ cách chơi không? Remember. Khôi nhớ cách chơi không? Khôi giải thích cho các bạn hiểu nè. Anh lâu rồi nó sẽ thấy được. Em biết. Chúng ta cướp cái tiền vàng đi. Ừ, có nghĩa là mình phải trả lời đúng đúng không Khôi? Có nghĩa là con phải trả lời câu hỏi đúng không? Phải trả lời đúng mới được cướp đúng không? Uh-huh. Nói chung là tụi con thấy là hôm trước giờ mình chơi cái quiz có nghĩa là tụi con chỉ làm gì? Tụi con chỉ trả lời câu hỏi và là giành top thôi. Còn cái này là ngoài trả lời câu hỏi, nếu mà con trả lời câu hỏi đúng với lại nhanh á thì tụi con sẽ có cơ hội, có cái cơ hội để như là cướp vàng của bạn khác, ví dụ như vậy. Hay là mình trao đổi vàng với bạn khác, ví dụ như vậy.
Như vậy là tụi con phải cố gắng trả lời đúng nhiều à, mình phải trả lời đúng nhiều với nhanh nữa. Thì vừa nhanh vừa đúng mới có cơ hội, người ta sẽ cho mình cái cơ hội mình làm cái việc gì đó khác. Ví dụ như mình cướp vàng của bạn, mình lấy của bạn bao nhiêu vàng đó à, nó đơn giản lắm. Chỉ cần tụi con cứ làm theo cái hướng dẫn là được. Cô nghĩ là cái nó đơn giản lắm. Ok, have you guys seen the link? Cái chế độ này thì cô nghĩ là dễ này. Bạn nào có chơi rồi thì biết đúng không? Nó không có đâu. Bạn nào mới chơi lần đầu thì nghĩ nó khó, nhưng mà tụi con chơi thử đi, nó không có khó đâu. Ok, yes, good job. Đúng rồi, tụi con cứ vào, cứ bấm vào cái link cô gửi á, rồi nhập tên mình vào thôi, nhập cái tên của mình vào. Giống như mọi lần mình chơi quizzes cũng vậy, tụi con cũng bấm vào link rồi tụi con nhập tên vào đó. Ok, good job, well done. Ok, còn các bạn còn lại thì sao nè? Tụi con chỉ cần bấm vào link đúng không? Rồi nhập tên vào thôi. Cô gửi là ID. Tụi con không thấy ID à? Ok, bây giờ các bạn sẽ ngừng chat nha. Các bạn ngừng chat để cái ID của nó không có bị trôi đi nha. Đâu, bạn nào chưa thấy thì tụi con vào lại nè. Ok, đó, một số bạn đã vào được rồi nè. Cô ví dụ nè, bạn nào không vào được đây thì khi mà tụi con bấm cái link này nó sẽ ra được cái này đúng không? Nó sẽ hiện ra cái này. Đây, bạn nào mà chưa vào được, đó, nó hiện ra cái này luôn. Rồi mình chỉ cần làm gì? Enter nickname thôi. Enter nickname là gì? Bấm cái nút này rồi đợi cô một xíu tí nữa cô bắt đầu game thôi. Đó, mình enter cái nickname là mình vào, mình bấm cái mũi tên này là mình vào phòng mình đợi. Giống như là cái quiz gì. Yes, yes. Con bị gì? Bị thoát ra hả? Yes, nó ghi gì? Nó ghi gì? Con bị gì? Nếu mà bạn nào có vấn đề về mạng hay là tụi con vào không được đó, thì tụi con vào lại một nick khác cho cô. Ok. Bạn nào bị vấn đề gì mà không vào được thì cứ vào lại. Nó ghi mỗi tên của cái trò chơi này thôi ạ. À, chứ nó không ghi là nickname ạ. À. What's weird? Các bạn còn lại vào được nè. Sao các bạn còn lại là vào được bình thường nè Phong? Ừ. Đâu bây giờ Phong bấm vào cái link giống như cô là nó có hiện ra giống cô chưa? Bây giờ Phong thử vào lại đó, nó có hiện ra chỗ này chưa? Enter nickname chưa Phong? Không ạ. Ừ, như vậy cô cũng không biết tại sao luôn. Phong thử bấm lại vào một cái nick, Phong thử bấm lại một lần nữa, ok? Tại vì cái này cô cũng không biết đây là về bên máy của con nên là cô cũng không rõ lắm. Cô không nhìn thấy được bên máy của Phong đang bị gì. Cô ơi. Yes. Con vào được link rồi nhưng mà nó không ghi là nickname cô ạ, nó ghi là game ID. Game ID. Con... game ID của con là nó có rồi đúng không? Nếu mà nó chưa, ví dụ cô, ví dụ bạn nào mà không có cái game ID nó không để là gì á. Thì tụi con nhập cái mã này vào cho cô. Nếu mà của bạn nào mà bị bắt để game ID thì tụi con nhập cái mã trên màn hình của cô nè, thì bây giờ cô gửi lại nè. Nếu mà máy con bạn nào bị bắt vào rồi cô ạ. Ừ, rồi sao nữa? Rồi sao nữa Mai? Có nhập rồi thì nó ra một cái mũi tên thì có ấn vào đấy nhưng mà nó vẫn ghi được cái gì đó ở đó đỏ dưới cô. Ừ, cái này thì cô cũng không biết luôn bởi vì bên cô thấy bình thường này. Bên cô khi mà cô bật ấn vào cái link của tụi con thì cô vẫn có thể vào được mà không cần nhập mã luôn. Có thể là bên máy các bạn bị gì không ta? Nè, bên cô thì cô sẽ bấm vào cái link này. Đây, cô đang vào cái link mà cô gửi tụi con này. Đó thì nó có sẵn luôn rồi, nó sẽ qua, nó tự có sẵn cái mã rồi, cái mã mà cô gửi là nó tự có cái mã lớp luôn và nó sẽ vào cái phần enter nickname luôn. Em bấm xong nick tên xong em nhanh như từ nhắn hiện một cái hình có mấy cái hình con thú đó. À là tụi con chọn. Đúng rồi, là đúng rồi đó, vậy là các bạn không hiểu đúng không? Đúng rồi, cái đấy vào được là đúng rồi đó. Bây giờ cô vào nè. Rồi tụi con chọn cái là chọn avatar cho mình á. À, tụi con hiểu không? Là bây giờ mình đang xong rồi đó. Tới đây là xong rồi. Mọi người đã vào được sẵn rồi đó. Bây giờ tụi con chỉ cần chọn avatar thôi. Ví dụ tụi con thích hình nào thì tụi con chọn hình đấy. Hình nào chưa có thì tụi con chọn vào hình đấy thôi. Đó là waiting, có nghĩa là đợi đó. Waiting nghĩa là tụi con đợi đó. Đặt tên xong là vào tới đây là mình xong rồi đó. Là mình đợi thôi. Mình chỉ đợi thôi. Đợi cô bắt đầu thôi. Vậy thôi đó. Ừ. Bạn nào được tới bước này là xong rồi nè. Bạn nào tới bước này cô. Là... thôi con vào cho cô. Ok, who? Đâu bạn nào hỏi vào chưa thì tụi con nhìn vào trên màn hình này coi tụi con vào chưa. Cô xóa cô đi.
Đây là tất cả những bạn đang ở trong phòng này. Còn bạn nào chưa vào được à? Đó, hồi nãy giờ là cô giải thích cho tụi con là đó là bấm vào. Ví dụ nếu mà nó không có game ID, cô ví dụ tới đây đi. Cô ví dụ tới đây mà tụi con không có cái game ID thì tụi con phải làm gì? Tụi con sẽ bấm cái mã trên màn hình của cô này mà cô có gửi vào luôn rồi đấy. Bấm vào đây. Rồi, nhưng mà nó cứ hiện lên cái dòng chữ màu đỏ ấy ạ. Cái đấy thì cô không biết tại vì cô vừa bấm mã là cô vẫn vào được nè. Cô bấm mã thì vẫn enter nickname được bình thường nè. Cô đâu có hiện cái gì màu đỏ đâu ta. That's weird. Anh ơi cô, con cũng bị hiện cái màu đỏ cô. Nếu vậy là do máy. Không biết là do mạng hay là máy của tụi con như thế nào. Tại vì bên cô thì vẫn bình thường nè. Nên là cái đấy cô cũng không hiểu cho lắm. Cô cũng đâu có nhìn thấy. Tại vì cô đâu nhìn thấy máy của tụi con đâu. Nên là cô không biết cái tụi con đang bị gì. Cô con giống một tặng đó cô. Như cô là cô vào bình thường thôi. Như cô là cô vào bình thường thôi. Không sao hết. Ok. Các bạn nào gặp vấn đề thì bây giờ cô gửi link lại, tụi con bấm lại. Hoặc là chơi một cái máy khác, tụi con bấm cái link, tụi con copy cái link đấy vào một cái máy khác để chơi nha. Ok, tại vì cô đã đặt câu hỏi trên link này rồi, nên là mình sẽ phải chơi bằng cái ticket này. Đấy, bạn nào mà có vấn đề gì thì bây giờ tụi con bấm lại cho cô này. Hoặc là tụi con làm thủ công lại. Làm thủ công có nghĩa là tụi con sẽ bấm vào cái này. Có bạn nào mà cần phải làm thủ công á, có nghĩa là phải bấm thì tụi con đi kiếm cái trang web này cho cô. Đi kiếm cái trang web ở bên dưới này. Cô có gửi cái hình trang web bookit.com/play á. Đó, tụi con bấm vào cái chỗ mà tụi con search web thì tụi con bấm cái web này ra. Sau đấy thì mình điền cái mã vào. Cái mã mà cô cũng gửi rồi đó, mình điền cái mã vào lại. Ok. Ơi cô gửi cho con cái đường link nữa. Ok, I will send the link again. Cô gửi lại cái link nha. Link của trò chơi của mình đúng không? Cô gửi lại nè, cô copy lại link nè. Okay guys, 2 more minutes, okay? 2 phút nữa. Hân vừa mới vào lại đúng không? Nên là cô bấm lại đường link nha. Đây. Ồ. Yes. Dạ con có 2 nick vào. Tại vì con vào 2 lần, bạn nào vào 2 lần thì sẽ có 2 nick á. Bây giờ con xài nick nào? Nhi à. Như vậy cô xóa cái Bùi Thị Yến Nhi nha Nhi. Yes. Vâng. Ok, cô xóa cái này đi nha. Tại vì tụi con bấm 2 lần thì nó sẽ vào 2 lần thôi. Các bạn đợi các bạn mình một xíu nữa nha. Ok, cũng nhiều bạn vào được rồi nè. Ok, 1 more minute, ok? 1 phút cuối cùng, cô đã gửi lại con link. Con cô ID của nó là gì cô? Nếu mà con bấm cái link của cô gửi thì đâu cần bấm ID đâu. Nhưng mà thôi, cô vẫn gửi lại ID nha. Bạn nào cần ID thì đây. Again. Cô ơi, con vào cho cô. Ừ, con nhìn lên màn hình của cô nè. Con là ai? Who are you? Bạn nào hỏi cô vậy? Diệp à? Vâng. Ngọc Diệp vào nhưng mà vừa mới bị out ra. Sao mọi người vậy? Out ra liên tục vậy ta? Tụi con vừa mới vào được mấy bạn rồi, tụi con lại out mất tiêu rồi. Ngọc Diệp out mất tiêu rồi. Cô vừa mới thấy Ngọc Diệp xong là Ngọc Diệp out ra luôn. Đấy, các bạn vào rồi, các bạn bị out. Ôi, con có dùng 2 room. Phong nè, Phong vào một cái rồi nè. Phong mới có một cái bên đây thôi. Úi, ha ha, phải là Phong luôn không? Ở đây là Phong vào rồi nè. Đó, Phong đợi một xíu, con cứ đợi trong phòng. Ok, tí nữa mình bắt đầu. Ok, 1 phút cuối cùng nha. Cô cho... Ok, yes, đúng rồi Phong. Yeah, you wait. Bây giờ con đợi thôi, đợi chừng nào cô bắt đầu là mình chơi trên điện thoại đó. Mình cứ để đấy, đúng rồi. Mình chừng nào bắt đầu thì cô sẽ chơi. Ok, guys. Rồi 1 phút cuối cùng nha. Cô cho các bạn 1 phút cuối cùng nha. Bạn nào không vào là mình sẽ không chơi được đó. Last minute.
Sao mọi người bị out ra nhiều quá ta? Hồi nãy giờ tụi con vào rồi, sao tụi con lại bị out ra nữa rồi? Các bạn để đấy và mình đừng có out ra. Ok, mình để đấy, mình đợi các bạn. Mình đợi cô bắt đầu, mình đừng có out ra nha. Ok, bây giờ một phút cuối cùng thật sự nè. One minute. Một phút cuối cùng cô sẽ bắt đầu trò chơi luôn nha. Con cho cô, nó cứ hiện ra chữ đỏ màu gì hay để con chữ con gửi cho cô nha. Ok, hurry, ok, hurry. Bởi vì cô cần bắt đầu cho các bạn chơi, các bạn đợi cũng lâu rồi. Ok, 12 players. Rồi các bạn không out ra nữa nha. Cô đợi xíu nè, bắt đầu nha. Ok, cô bắt đầu game nha mọi người. Cô bắt đầu game nha. Cũng khá trễ rồi đó, nãy giờ mình cũng 5-10 phút rồi đó. Ok, I'll start the game now everybody. In 10 9 8 7 6 5 4 Đợi con xíu nữa đi cô. Ok, hurry, con nhanh lên một xíu nha, tại vì các bạn đợi mình 10 phút rồi đó. Nếu mà Hạnh làm, hồi nãy Phong cũng gặp vấn đề thì Phong lấy cái máy khác chơi được rồi nè. Còn nếu mà Hạnh vẫn đang gặp vấn đề giống Phong thì Hạnh luôn lấy cái máy khác để chơi nha. Ok, bởi vì cô không thể nào chờ mọi người. Con phải vào 2 room mới được ạ. Oh, yes. Con gửi lời cho cô. Con gửi gì? Cô có thấy gì đâu. Ở dưới con thấy có chữ gửi nỗi cô. À cái đấy nó không phải gửi cho cô đâu. Cái đấy là con gửi cho trang web thuốc kệ đấy, chứ không phải là gửi cho cô đâu. Nếu mà Hạnh ráng vào được, Hạnh coi giống như Phong á, là con lấy cái máy khác thì con vào chơi nha. Ok. Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị bắt đầu cho các bạn rồi. Các bạn nãy giờ đợi cũng khá lâu rồi. Các bạn đợi 10 phút rồi. Bắt đầu đi cô, lô đó rồi. Ok, ok. I'll start the game, ok. Don't worry, nếu mà bạn nào muốn chơi nữa thì tuần thứ 6 này mình vẫn chơi được nè. Ok. Con cho cô, nó có chữ này. Chi trưởng có nhóm được gửi chi nhắn vào nhóm. Bạn có quyền xem và trả cảm xúc phải chia sẻ tin nhắn này thôi. Ừ, cái này cô không biết luôn ấy. Cô không biết cái phần đấy luôn ấy. Cái phần đấy có tại vì các bạn bấm vào thì không có gặp vấn đề giống như là Hạnh nên là cô cũng không rõ về cái đấy. Ok, sorry Hạnh so much, sorry Hạnh so much. Let's start the game everybody. Các bạn đợi mình nãy giờ 10-15 phút rồi, bây giờ cô bắt đầu nha. Start the game now. Ok, you guys have to answer questions. Sau đấy chọn room, rồi tụi con lấy cái bàn trong room này và mình có thể lấy được người khác nữa. Ok. Tụi con nhớ là không có chơi bên màn hình của cô nha. Mình chơi bên cái link mà hồi nãy tụi con vào á. Cái link hồi nãy tụi con vào á. Ok. Mọi người nhớ là không nhìn bên màn hình của cô nha. Màn hình của cô không có gì để chơi đâu. Tụi con chơi ở bên cái link mà nãy tụi con bấm á. Ok. Guys, good job. Giang đang ở top 1 nè. Ví dụ, now Phong, bây giờ là tới Phong nè. Đó, ví dụ Phong vừa mới stole, rồi vừa mới trộm đi 19 gold của bạn Giang nè. Diệu Hiền cũng stole của Châu nè. Đó, thì tụi con chỉ cần làm gì? Answer the question, trả lời câu hỏi mà phải trả lời đúng với lại nhanh. Ha, thì mình sẽ có điểm nhiều hơn. Ok.
con này. Try your best everybody. Mọi người cố lên nha. Top 1 của mình là đang có bạn Yến Nhi và bỏ khá xa các bạn nè. Yến Nhi được hơn gấp đôi điểm của bạn Diệu Hiền là đang ở top 2 nè. Try your best guys, try your best everybody. Top 1 is Ngọc Hân right now. And then we got top 2, Diệu Hiền. Diệu Hiền, wow, you're in top 1. Diệu Hiền vừa mới có cái gì thay đổi dữ lắm nè, lên tới 1.007 lần. Top 2 là Ngọc Hân với 807 câu nè. Sau đấy mình có top 3 là Bảo Khôi nè. Then top 4, Yến Nhi nè. Okay guys, the last minute. Mọi người còn một phút cuối cùng nha. The last minute everybody. Top 3 là Minh Châu nè. Top 3. Hey guys, last 20 seconds. 20 giây cuối cùng. 20 giây cuối cùng. Okay, time's up. Let's see who is the winner today. Wow, Diệu Hiền with a lot of score, with a lot of goals. Good job. Diệu Hiền bỏ xa các bạn khá là nhiều á. Okay, good job everybody. Diệu Hiền, okay, good job. Diệu Hiền chắc là cũng có nhân đôi điểm rất là nhiều nè, nên là bỏ xa các bạn khá nhiều nè. Khánh Linh top 2 and Yến Nhi top 3. Good job guys. I will give you guys the bonus, okay? I'll give you guys the bonus. Well done. Good job. Is it fun, guys? Which one is funnier? Mọi người thích chơi cái nào hơn? Cái này hay là cái quizzes? Tụi con thích chơi cái nào hơn? Which one do you like more? Yeah, this one's cool. Yeah, I think this one's funnier, right? Con nghĩ cái này cũng vui hơn, đúng không? Bạn nào mà được vào chơi là sẽ thấy nó. Bởi vì ngoài trả lời câu hỏi thì tụi con còn được làm cái này, làm cái kia. Với lại nó không chỉ có một chế độ đâu mà nó có nhiều chế độ khác nữa. À, ví dụ như hôm sau cô không cho tụi con chơi cái này nữa, cô cho tụi con chơi một cái khác. Ví dụ như là mình chơi, ví dụ cái này là mình đang chơi cái gì ta? À, mình đang chơi cướp vàng đúng không? Thì hôm sau mình có câu cá cũng có nè, rồi mình có xoay quán cà phê bán đồ ăn nè, rồi nhà máy các kiểu nè, chạy đua nè. Đó, mình có nhiều chế độ lắm. Như vậy thứ sáu thì cô sẽ cho tụi con chơi nhiều cái chế độ hơn, bởi vì thứ sáu là ngày cuối rồi, the last day of our class. Thứ sáu sẽ là ngày cuối cùng của lớp này rồi. Yes, Yến Nhi nói gì? Con nghe không rõ. Again. Cô cho làm một lần thế đi cô. Okay, later. Để cô sửa bài xong rồi. Có gì cô cho, nếu mà có thời gian thì cô cho tụi mọi người làm tiếp nha. Bây giờ cô sửa bài một xíu đã. Đợi cô sửa bài cho tụi con. Bây giờ cô sửa bài là tụi con biết đáp án rồi đúng không? Thì sẽ, nó sẽ dễ hơn nữa. Thậm chí nó còn dễ chơi hơn nữa. Tại vì tụi con biết đáp án rồi. À, như vậy nó sẽ dễ chơi hơn nữa. Teacher, what do you know about animal, please? Yeah, today we're not going to play in the class today, okay?
hôm nay thì mình vẫn phải sửa đề nhé, cho nên là mình sẽ không có chơi cái đấy được. Ok, bây giờ cô cần sửa bài cho tụi con đã. Cái này là chơi để tụi con vừa chơi vừa học mà, chứ không phải là mình chơi không, nên là cô cần phải sửa bài đã. Ok, odd one out. À, đây, cái này nó hiện đáp án luôn, nên là cô sửa rất là nhanh thôi. À, tụi con chỉ cần bỏ đi cái không liên quan, đúng không? Thì ở đây morning, afternoon, evening đều là buổi trong ngày nè. Còn có birthday là ngày sinh nhật không liên quan nè. Câu này thì sao? Mình phải chọn cho cô là Malaysia, bởi vì ba cái còn lại là gì? Ba cái còn lại nó đều là quốc tịch, nationality, right? Cho nên là mình phải chọn cái này mới là tên đất nước là Malaysia. Cái này thì mình phải chọn là gì? Ba cái này nó sẽ là tháng, còn Sunday nó sẽ là thứ trong tuần này. Cái này thì là việc con có là ba cái này nó là động từ nha, nó là động từ nè. Ride, write và play nó đều là động từ, chỉ có soccer là tên của cái sport, tên của một môn thể thao. Cái này thì mình phải chọn cho cô badminton, bởi vì cả ba đều là subject, môn học. English, IT và music thì có badminton, nó là một môn thể thao thôi, nó không giống nghĩa với ba cái còn lại lắm. À, what is your name? My name. Ok, name thì phải viết đúng là N-A-M-E. Đó. Mấy cái câu này dễ thôi, tụi con đã đàm rất là nhiều đề rồi đúng không? Cho nên cô đi sơ qua nhanh nhanh thôi. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am. I thì phải đi với em. I am, ở đây tụi con phải chọn là nine thứ nhất, one. Có đầu tiên cái chữ A này viết sai chính tả, cái chữ fifth này nó không dành để nói về số tuổi, cũng như cái chữ one này không được nè. Cô sẽ phân tích tại sao không được dùng one. Nếu mà một tuổi thì cái chữ years này của tụi con sẽ không có S. Một tuổi là số ít, nên là mình sẽ không dùng S ở cái chữ year, mà từ 2 tuổi trở lên thì tụi con mới dùng là 2 years, mới dùng số nhiều. Cho nên ở đây nó đã có S rồi thì chắc chắn tụi con không chọn là one được. Bởi vì nếu là one thì cái chữ year nó không có S, mọi người nhớ nha. Nếu mà là one thì chữ year không thể nào có S được. Ok, cũng như là ngược lại, nếu mà ở câu này cái chữ year không có S thì mình sẽ chọn cho cô là one. Ok, where are you from? Ok, và bây giờ các bạn nào thử không nhìn đáp án nói cho cô nghe luôn nè. She gì? She is Vietnamese. She is, đúng rồi, she is. She thì phải đi với is, đúng rồi. What day is it today? It is, như vậy ở đây tụi con phải chọn cái gì? Mọi người nhớ không? Ở đây thì mình phải chọn cái gì? Mình phải chọn một cái mình phải chọn một cái Friday, có nghĩa là mình phải chọn một cái thứ. À, ở đây là day nè, day, cho nên là tụi con phải chọn thứ, chứ mình không có chọn, thứ nhất là không chọn ngày được. Thứ hai mấy cái này là it is one day, three days là không đúng nè. Ba ngày, một ngày nó không đúng. Người ta hỏi hôm nay là thứ mấy thì mình phải trả lời hôm nay là thứ sáu. Ok, what do you, ở đây mình có you cho nên là mình phải dùng là what do you do. Ok, what is the, câu trả lời, bởi vì câu trả lời là first of September, ngày 1 tháng 9, cho nên ở đây tụi con bắt buộc phải dùng chữ date chứ không phải là day. Date, what is the date today, hôm nay là ngày mấy, hôm nay là ngày mấy. Thì mình mới nói là it is the first of September. When is your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào? Như vậy mình phải dùng là your birthday. What can you do? I can. Ok, tôi có thể nói tiếng Anh được. Tôi biết nói tiếng Anh. Đó. Bạn có bơi được không? Yes, I can. Thứ nhất, cái này không dùng can được bởi vì nó là không thể. Hai cái này thì không đúng nè. Không đúng trong trường hợp câu hỏi này. Người ta đang hỏi là can you swim? Bạn bơi được không? Có, tôi có thể bơi được. Thì phải là yes, I can. She is, cô ấy đến từ đâu? She is. When is his birthday? His birthday is on. Như vậy mình phải có sinh nhật của anh ấy là vào ngày 2 đó. Can you speak English? Thì nó ngược lại với câu hồi nãy đúng không? Nó ngược lại với cái hồi nãy thì tụi con có là gì? Can you speak English? No. Ở đây có no rồi thì ở đây nó sẽ là can't. Bởi vì nó là no nên là tụi con chọn can't. What can you do? Bạn có thể làm gì? Thì trong những cái câu này chính là câu chính xác nhất. Tôi có thể chơi cờ. Ok, còn những câu còn lại thì không liên quan, không đúng. Where is? Bởi vì your school số ít nên con dùng is. Where is your school? Nó nằm ở đường gì? It's in Quang Trung Street. Ok. Where? Bạn sống ở đâu? Thì cái từ để hỏi tụi con sẽ dùng cho cô là where, bạn sống ở đâu. Và bởi vì đây là Hà Nội nên mình phải dùng chữ in cho cô. Where do you live? I live in Hà Nội. I live in Hồ Chí Minh City. I live in Quảng Ninh. I live in Ninh Bình. Ok. What
What class are you in? Đúng rồi, ở đây mình phải chọn cho cô là class với lại class. Bởi vì sao? Mình có 4A2. Thứ nhất, mình đối với 4A2 là lớp này, tụi con không thể nào chọn chữ grade được. Grade là dành cho cái gì? Dành cho khối thôi. Khối mới mình sử dụng chữ này. Ví dụ ở đằng sau nó ghi là 4, thì ở đây mình có thể chọn grade được. À, nhưng mà mình không thể nào chọn 4A2 là grade được. Khối thì không có khối 4A2. Lớp thì mới có lớp 4A2. Khối thì chỉ có khối 1, khối 2, khối 3, khối 4 vậy thôi. Ok. What do you like doing? I like. Sau chữ like, mọi người nhớ cho cô, sau like thì mình phải cộng với verb in. Động từ watch thêm in cho cô. I like watching. Ở đây chưa thêm in nên là sai. Ở đây thì sai chủ ngữ. Ở đây thì chữ like chia động từ là không cần. Bởi vì chủ ngữ là ai thì mình không có chia động từ. What does Mary like doing? Mary thích làm gì? Cô ấy thích nghe nhạc. Thì đầu tiên sau like phải thêm in là thứ nhất. Thứ hai, bởi vì chủ ngữ là she nên cái chữ likes tụi con phải chia động từ thêm s này. Đó, tụi con thấy không? Chữ like của mình phải chia động từ thêm s bởi vì chủ ngữ là she. Đó. Mọi người nhớ là sau hôm nay tụi con có thể về xem lại mấy cái video bài cũ để mình ôn bài lại lần cuối. Sau đấy ngày mai mình làm kiểm tra thật là tốt nha. What is your hobby? Sở thích của bạn là gì? My hobby is. Sở thích của tôi là gì? Playing là gì? Thì mình phải thêm in vào động từ luôn. Playing computer games. À, her hobby là sai bởi vì đang hỏi của mình mà mình lại trả lời của cô ấy là sai. I thì không có đi được. Ở đây phải là my hobby. Còn cái này thì my hobbies số nhiều là sai. Thứ hai là chữ draw này chưa thêm in này. Hai lỗi sai lận. What is Lily's hobby? Sở thích của Lily là gì? Thì ở đây mình mới trả lời là her hobby, sở thích của cô ấy. Sở thích của cô ấy là tô màu mặt nạ. Đó, thì mình phải có painting. Đó, ở đây dùng my là sai nè. Chưa con hát. À, ok. Yes. Phải nói gì? Con thắc mắc là học cái khác rồi. Yes, yes, ok. Khoa, goodbye. Goodbye, see you on Friday, ok? What subjects do you have today? À, thì ở đây người ta chỉ trả lời là I have math and music. Ok, math and music. Yes. When do you have English? Khi nào thì các bạn có môn tiếng Anh? À, tôi có môn tiếng Anh hôm nay. I have English today. Và cuối cùng, họ đang làm gì? Thì mình phải trả lời là họ đang làm gì đó. Đầu tiên, ở đây chia hiện tại đơn. Thì con thấy này, chữ pen nó chưa thêm in là sai. Tiếp theo ở đây thì sai chủ ngữ. Người ta hỏi họ mà mình lại trả lời là I am là sai nè. Còn ở đây cũng vậy, động từ chưa thêm in nè. Cho nên là câu này là đúng nhất. They're making a model. Đang làm mô hình. Ok, good job, good job. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một vài câu nhỏ nữa. Nếu mà còn thời gian thì cô cho con chơi lại cái này một xíu. Chơi lại cái quiz này một xíu. Đâu rồi ta? Ok, câu này cũng dễ thôi. Cô nghĩ câu này cũng dễ. This one is easy. Đây là phần còn lại của cái bài kiểm tra. Đây là phần còn lại của cái đề của mình nè. Ok, now one friend read this one for me, ok? Phong đọc cho cô nghe thử đoạn văn này cho cô nghe nè. You read the paragraph for me. Hi, my name is Minh Anh đọc câu 3, câu 4. Hi, my name is. Việt Anh đọc câu 5. Tim Anh đọc câu 6. Ok, bên chỗ phòng hơi ồn đúng không? Nên là thôi cô sẽ mời bạn khác nha. Yes, Châu, please, Châu. Cho đọc cho cô nghe nè. Thưa cô, con đọc. Hi, my name is Maria. I am student of Fort Primary School. I'm a student. I am a student at Oxford Primary School. Today, I have Vietnamese, math, English, music, and art. I like music because can sing and song. Because I told me tôi có thể hát được. I because I. Đúng rồi, hồi nãy là Châu bị quên đọc chữ I. Con đọc là because can là chưa đủ, phải là because I can sing a song. Okay. Tiếp theo Châu. I don't like English because it's in difficult to write in English. Đúng rồi, ok. Difficult to write in English. Ok, cô lưu ý là một số từ nữa cho Châu cũng như cho các bạn nè. Hi, my name is Maria.
I'm a student. Ví dụ ở đây nếu mà người ta đã viết tắt rồi thì con nên đọc viết tắt này. Chữ này viết tắt mình sẽ đọc là I'm. Mình sẽ không cần phải đọc là I am mà mình sẽ đọc tắt lại là I'm. I'm a student at Oxford Primary School. Châu cũng để ý cho cô cái chữ này, primary. Chữ này Châu sẽ đọc cho cô là primary. I'm a student at Oxford Primary School. Today. À, chữ này mình sẽ nhấn âm sau. Today. Today. Okay. Chứ không phải là today. À, mình không có nhấn cái âm đầu mà mình đọc là today. Today. Okay. Today, I have Vietnamese, math, English, music, and art. I like music because... À, cái này nó có âm đuôi, tụi con để ý cho cô nè. Because I like music because I can sing a song. I don't like English because it is difficult. Difficult nghĩa là khó. Because it is difficult to write. R. Chữ này là chữ write. Write. To write in English. It is difficult to write in English. Okay. Now try to write your answer in the chat box for me. Okay. Number one. What's her name? À, như vậy mình phải trả lời đúng cấu trúc của một câu trả lời đúng không? À, tên của cô ấy là gì? Đó, thì bây giờ tụi con phải trả lời là gì đây? Write your answer in the chat box, okay? Mọi người viết thử. Mọi người viết thử. Oh, really? Oh, sorry guys, sorry. Okay, again. Mọi người viết lại nha, cô mở chat rồi đó. Hồi nãy cô khóa chat để tụi con nhìn cái link mà cô quên mất. Now write your answer in the chat box, okay? Mọi người cố gắng viết đầy đủ, coi kỹ đáp án của mình, cố gắng viết cái đáp án đúng nhất, okay? Xem kỹ câu hỏi nè, và tụi con nhớ là viết phải có dấu chấm nè, cũng như là viết thì phải coi thử coi mình dùng đúng chủ ngữ chưa. Người ta hỏi tên cô ấy là gì, à, chứ không phải là mình bưng cái câu trong bài ra là đúng đâu. Cái bài này dùng chủ ngữ là I nè, cho nên chắc chắn là tụi con mà bưng ra tụi con ghi là I, cái gì đó của mình, mai là thấy sai rồi đó. À, cho nên ở đây tụi con nhớ để ý coi cái chủ ngữ của cái câu trả lời mình đúng chưa. Ok. Dùng đúng số ít, số nhiều chưa? Viết đúng chưa? Ok, cô thấy có câu trả lời của Yến Nhi rồi nè. Ok, good job. Yến Nhi hoàn toàn chính xác. Well done, Yến Nhi. Good job. Diệu Hiền. Ok, good job, Diệu Hiền. Well done. Đúng rồi, câu trả lời ở đây của mình sẽ có là her name. Đúng rồi, tên cô ấy là... Her name is Maria. Chấm. Đúng rồi. Good job, everybody. Good job. Her name is Maria. What about number two? What about number two? What's the name of her school? What's the name of her school? Tên trường. What's the name of her school? À, she name là hãy sai rồi nè Phong. Tên cô ấy là gì? She là chủ ngữ thôi, cô ấy thôi. Còn ở đây con đang muốn nói là tên của cô ấy thì con không có dùng chữ she mà con phải dùng cho cô là her. Her thì nó mới đi được với danh từ, còn she là phải đi với động từ. Chủ ngữ thì phải đi với động từ theo sau chứ nó không có theo sau với danh từ được. Tên của cô ấy là, như vậy cái chữ của cô ấy á, thì con phải dùng là her. À, mọi người hiểu không? She nó chỉ là chủ ngữ thôi, chủ ngữ chỉ về ai thôi. Ví dụ tôi làm gì, tôi, cô ấy đi đâu, cô ấy làm gì. Còn ở đây mình muốn dùng là của cô ấy. Cái gì của cô ấy, con chó của cô ấy, cuốn sách của cô ấy, cây viết của cô ấy. Ví dụ như vậy thì mình phải dùng là her. Đúng rồi, Khôi, good job. Her name is. Tên cô ấy là, tên của cô ấy là Maria. Good job. What about number two? Have you guys got the answer for number two? Mọi người có câu trả lời cho câu số 2 chưa? What is the answer for number two? Nếu mà được thì tụi con cứ gửi riêng cho cô cũng được. Ok, mình gửi riêng thì các bạn còn lại có cơ hội làm tiếp. Tại vì nếu mà tụi con gửi đáp án thì các bạn sẽ hay nhìn thấy the name of her school is. Ok. Ok. Phong có copy bài của Diệu Hiền không? Sao con viết y chang như Diệu Hiền vậy? What time do you get up? Ngọc Hân, what time do you... Ngọc Hân, sao ghi câu hỏi cho cô vậy? What time do you get up? I... What is the name of her school? Okay. Như vậy mình sẽ có là the name of her school
is. Đó, thì tụi con viết lại tên của cái trường. Hoặc là thậm chí tụi con có thể thay thế được luôn. Ở đây nếu mà bạn nào dùng cho cô là it's cũng được luôn. It is á. Nếu bạn nào dùng cho cô là it is Oxford cũng đúng luôn, hoàn toàn chính xác. Ở đây nguyên một cái cụm the name of her school, tụi con có thể thay thế bằng cái chữ it, đại từ it. Ok, được quyền thay thế bằng đại từ it. À, đó, có hai câu trả lời. It is Oxford Primary School, hoặc là the name of her school is. The name of her school is. Ok. Và tụi con nhớ là bởi vì là name cho nên là chỗ nào viết hoa, nhớ viết hoa cho cô. Bởi vì tên mà, tên trường mà. Con thưa cô, con có ý kiến cho con phát ra con họp phụ huynh được không cô? Yes, yes, okay, it's okay. Goodbye, see you next time, okay? Bye bye. À, và còn một câu trả lời nữa. Một câu trả lời nữa. Ở đây tụi con có thể dùng nè. Ngoài là the name of her school thì mình viết ngắn gọn là her school. Her school names. Her school name is. Okay. Có ba cách để tụi con trả lời này. The name of her school. It is gì đó. Hoặc là her school name. Tên trường cô ấy là. Thì nó ngắn gọn hơn cho cái cụm này. Cái cụm này tụi con thấy nó dài nhất đúng không? Đó. Thì ở đây mình có hai cách ngắn gọn hơn. Một là it is. Hai là her school name. Đó. Ngắn gọn hơn rất là nhiều đúng không? What about number three? What subject does she have today? What subject does she have today? What subject does she have today? Cái này thì cũng dễ nè. Ở đây thì tụi con sẽ thấy là gì? What subject does she have today? Thì mình phải tìm ra cái vế today với lại subject mà có hôm nay là gì? Thì mình nhìn đây câu này mình thấy có chữ today nè đúng không? Ngoài ra mình thấy có một loạt cái môn học được kể ra. À đây, một loạt môn học được kể ra thì mình chỉ cần lặp lại thôi. Nhưng mà lặp lại không có nghĩa là lặp lại đúng cái chữ I have. Mà mình phải biết làm sao để người ta biết là cô ấy có môn gì, cô ấy có môn gì. Như vậy thì bạn nào đổi giúp cô. Bây giờ tụi con không cần viết lại cho cô tên môn học. Tụi con chỉ cần đổi cho cô I have mình đổi thành gì. I have thì mình đổi thành gì. Và cái chữ today này thì thật ra tụi con không cần phải dùng. Không cần dùng cũng không sao. Tụi con không ghi chữ today lại cũng không sao hết. Đây là optional thôi. Có nghĩa là có cũng được mà không có cũng không sao. Ok. She gì? Cái chữ này quan trọng nè. Bây giờ các bạn viết cho cô đi. Các bạn viết cho cô đi. Ok. This is an important one. Chữ này quan trọng nên là mọi người viết cho cô đi. Nếu mà như Yến Nhi đọc thì cô sẽ nghe thành như thế này nè. Nếu mà như Yến Nhi đọc thì cô nghe thành cái này là chưa đúng. She has là chưa đúng. Have là không dành cho she. She là phải chia động từ. Thì mình phải cộng với cái chữ gì á. Không phải là have đâu. Having okay. Cũng không đúng luôn. Having. Ở đây having okay. Khi nào mà is kìa. Chữ gì? She gì? Cô ấy có môn học gì? À ok. Good job Diệu Huyền. She has. Ở đây Khánh Linh nhớ cho cô là mình không dùng. Ở đây con dùng thêm in là hoàn toàn sai luôn á. Thêm in là không đúng nè. Thứ nhất là mình chia thì hiện tại tiếp diễn thì mình mới thêm in vào động từ. Mà nếu hiện tại tiếp diễn thì con cần phải có am, is, are cái đã. Tụi con mới cộng với động từ thêm in. Còn ở đây thì mình có she has. Art. Ok, she has, đúng rồi. Rồi lặp lại nguyên cái cụm môn học gì á. Tụi con cứ lặp lại thôi, cái này dài quá. Đó, đó mình lặp lại hết nguyên cái cụm này. Mình viết lại cho cô. Ok, today là optional thôi. Các bạn viết today cũng được. Mà không có today cũng không sao luôn. Ok, chỉ cần viết đầy đủ nhất chính là she has cái gì đó. Viết lại cho cô tên môn học. And finally, why? Tại sao cô ấy? Why does she like music? So why? Tại sao cô ấy lại thích môn âm nhạc? Khi mà người ta hỏi tại sao, có nghĩa là người ta cần mình phải nêu ra cái reason, cái lý do đúng không? Như vậy thì tụi con phải trả lời phải làm sao mà có cái chữ gì trong đó. Cái chữ quan trọng nhất là chữ gì? Khi mà người ta hỏi mình tại sao thì cái chữ quan trọng nhất mình trả lời đó chính là chữ bởi vì. Bởi vì đúng không? Con giải thích cái lý do. Đúng rồi Diệu Hiền. Good job. Well done. Đúng rồi. Phải quan trọng có cái chữ because. Đúng rồi. Bởi vì sao? Cô ấy thích âm nhạc bởi vì sao? Đó. Why does she like music? Yes, Khôi, đúng rồi, phải dùng because, đúng rồi, chữ quan trọng trong câu trả lời hỏi về lý do why.
mình dùng chữ why, có nghĩa là mình đang muốn hỏi về lý do, thì mình phải có là because. Bởi vì sao? Because. Her like là sai nè. Nếu mà như Yến Nhi ghi nha, đầu tiên her thì không đi được với động từ. Yến Nhi nhớ cho cô nè, ở đây mình có her chỉ đi với động, chỉ đi với gì? Her phải cộng với danh từ nè, her school name nè, đó. Mà ở đây con lại ghi là, ví dụ con ghi đúng đi, she like music bởi vì I can sing a song ạ. Cô ấy thích âm nhạc bởi vì con có thể hát được một bài hát hả? Như vậy đâu có đúng đúng không? Con đâu có thể nào ghi là cô ấy thích nhạc bởi vì con hát được bài hát. Nếu mà con dùng I ở đây nghĩa là con đang nói về con á, Yến Nhi đang nói về Yến Nhi á. Yến Nhi, ý của Yến Nhi là bởi vì, đúng rồi, phải là bởi vì cô ấy, đúng rồi, because she can sing a song, bởi vì cô ấy có thể hát được chứ không phải là bởi vì ai là mình mà. Ở đây nếu mà tụi con ghi I nó sẽ mang nghĩa là tụi con là mình á. Ở đây mình phải ghi là gì? She likes music, right? Because, hoặc là tụi con có thể ghi từ cái vế này cũng được, ok? Đáp án thì mình vẫn có thể chấp nhận ghi từ vế này, because she can sing a song, bởi vì cô ấy có thể hát được một bài hát chứ không phải là bởi vì mình có thể. Ở đây mà tụi con ghi ai là hoàn toàn sai. Tại sao bạn này lại thích âm nhạc? Bởi vì mình hát được, đúng không? Nó đâu hợp lý, đúng không? Mình phải đổi chủ ngữ lại làm sao cho nó hợp lý. Because she can sing a song. Yến Nhi vẫn còn bị ghi sai chữ because nè. Đó, Yến Nhi vẫn còn ghi sai because nè. Because là từ đã có sẵn trên bài đọc rồi, nên là mọi người cố gắng đi ghi đúng từ cho cô. Ok? Ok, good job everybody. So today we stop here and I wish you all best score tomorrow, ok? Cô mong là mọi người ngày mai, bắt đầu từ mai là tụi con sẽ kiểm tra, đúng không? Mọi người cố lên, ok? Ngày mai, trong tuần này là tụi con sẽ có bài kiểm tra, đúng không? Ok? So try your best everybody. Mọi người cố lên nha, tụi con cố gắng làm bài kiểm tra nha. Ôm lại bài bằng cách là coi lại video trong cái link mà cô gửi đó. Mọi người coi lại để ôm lại các bài cũ, ok? Ôm lại từ vựng, ôm lại cấu trúc câu làm sao cho nó hợp lý, cho nó đúng. Cấu trúc câu, sau like thì động từ như thế nào đó. Date thì là mình hỏi về ngày, day thì là về thứ nè. Thứ sáu này thì mình sẽ chủ yếu là mình play game với nhau, cũng như là buổi học cuối rồi, nên là cô sẽ cho mọi người chơi game cũng như là làm một số các hoạt động khác. Ok. So see you guys back on Friday, which is also the last day. Ok. Thứ sáu này là một ngày, là ngày cuối cùng rồi, mọi người nhớ vào để mình chơi game, mình chơi với nhau nhé. Thầy cũng chơi game lắm nè. Ok, goodbye guys. I will see you guys on Friday, okay? Goodbye everybody. Bye teacher. I will send you guys a cool one. Có gì con gửi bài tập về nhà sau nha.